Hello các bạn anh em nhá. Hôm nay anh đi xuống tay nhà lắp em tức cái bộ cao kê. Thì cơ hội này em dùng một con đẩy BSARLA9004, một chiếc băng số DBL-X700 và mic huyền thoại đó là mic DB55 Plus cộng Motorola Mapro 45 Big Pro đấy nhá. Đấy thì bộ này thực ra với không gian này thì anh em không cần sút đâu. Bỏ những tiếng Quỳnh nói không có thể sút luôn, tức là nó không bị ù. Nếu mà có cái là tốt đấy, à, biết cách mà mình gối cắt thì gần như ngôi nhà này nó hay sút rồi anh em nhé. Này bảo đồ của Mỹ loài đánh rất là chất. Thì em ấy, trước là cũng mua rất nhiều đồ ghép, tức là mua cóp nên không có tiền, là mua cóp cho nên là nếu mà không gian này mà chúng ta ghép những chiếc băng cơ còn là không thì nhiều ghép thì nó rất bị loạn nhạc, không nghe được. Với bên em là đã có kinh nghiệm về xử lý phòng thôi nhá, rồi kinh nghiệm về đào âm thanh cũng như nghe âm thanh thì gần như là các cái giải thừa là biết ngay làm sao mình cắt nó rất là vừa tầm thôi. Nó gối với phòng này thì nó sẽ tạo ra cái bát sâu của giày thật quá đấy. Đã xong rồi, rất là hay luôn, không nghĩ nó hay đấy. Tiếng dép anh len ghen tí mà anh em ai cũng độ tuổi 40 rồi, vừa làm vừa hưởng thụ mà anh em mới xây nhà xong rất đẹp, nó đẹp hợp lý rộng rãi là ước mơ chung của mọi người Việt Nam đúng không? Rồi này, tận dụng anh em mới lòng, đấy lòng, đẩy mới, bình mới, bạc mới, còn là coi cũ thì bạc cơ thì cũng được, nhưng bạc cơ vào cái nhà này nó không hợp lý, đẩy nhất là đẩy hai kênh, là thay 4 kênh, và nó khỏe nó sẽ thắng ở trong ngủ.
Phòng thôi nhá, rồi kinh nghiệm về đào âm thanh cũng như kèm âm thanh thì gần như là các cái giải thừa là biết ngay. Làm sao mình cắt nó rất là vừa tầm thôi, nó gối với phòng này thì nó tạo ra cái bát sâu của giày thật quá. Đấy. Xong rồi, rất là hay luôn, không nghĩ nó hay đấy. Tiếng tép anh len keng tí, và anh em ai cũng độ tuổi 40 rồi, vừa làm vừa hưởng thụ, và anh em mới xây nhà xong rất đẹp, nó đẹp hợp lý, rộng rãi, là ước mơ chung của mọi người Việt Nam đúng không? Thật ra anh em mới lòng đấy, lòng đẩy mới, mình mới, bạc mới. Còn là cô hình cũ thì bạc cơ thì cũng được, nhưng mà cơ vào cái nhà này nó hợp lý. Đẩy nhất là đẩy 2 kênh, là thay 4 kênh. Và nó khỏe, nó sẽ thắng ở trong hồ.